Yeah, hôm nay là trung thu, ba lại có quà lồng đèn cho hai bạn nhỏ nè. Đã mê máy bay mà còn có lồng đèn trung thu Vietjet của ba, em bèo mê ly luôn. Hai bạn mê quá nên là ba phải ráp liền nè. Bảo đảm lồng đèn này không có đụng hàng nha. Nhớ hồi xưa ở Đắk Lắk quê mình á, thì giờ này tụi mình sẽ được phát kẹo cầm các cái lồng đèn giống như là lon bia, lồng đèn giấy đi vòng vòng quanh xóm vui lắm luôn. Nhưng mà thời nay á, thì các bạn nhỏ toàn chơi lồng đèn pin không à. Vì mình đã có những ký ức tuổi thơ về trung thu rất đẹp nên là mình muốn hai bạn nhỏ nhà mình cũng sẽ luôn được như vậy. Ô, tụi mình đi dạo một tiếng đồng hồ quanh Sài Gòn nhưng mà cũng không thấy một con lân nào, mà cũng không thấy phụ huynh nào chở các em nhỏ đi chơi trung thu luôn. Tụi mình cầm lồng đèn đi ngoài đường mà những người khác nhìn vào kiểu như ủa gia đình này có lộn ngày không vậy ha. Ủa nhưng mà hên quá, tự nhiên đi ngang qua nhà thiếu nhi thành phố thấy cảnh này tấp vô luôn. Ký ức tuổi thơ ùa về nè, ở đây thì có các trò chơi như là ô ăn quan, trang trí lồng đèn truyền thống, còn có thêm cờ tướng, cờ caro nữa nè. Mà mới vô xíu á cái hết giờ mất tiêu. Nhưng mà thôi kệ, ba bé cũng kịp biết trung thu là như thế nào. Nhưng mà mình vẫn thắc mắc á, người Sài Gòn họ không chơi trung thu á ta. Các cái đồ múa lân cũng đi đâu hết luôn rồi á. Các bạn ở những tỉnh khác có thể chia sẻ cho mình biết trung thu ở chỗ các bạn là như thế nào không, chứ ở đây chán quá.